Ở dưới chắc khoảng âm 1. Trọng Phương và đại ca Linh Hình. Nga, Linh Hình. Mã Hình. Hình Mã Nhện. Tôi nghĩ anh em đi vệ sinh ngay dưới này. Chưa. Đúng không? Ui, đẹp phải. Ơi. Hey. Salut. Nhớ rồi. Cho xem. Không, cái này lưu lại để chụp. Đây. 700.000 một vé. Ok. Về. Và đường đi của hai. Đây, Hoàn, Khang, Bosling. This way. Thật sự bỏ làm bây giờ em chưa ấy đâu. Em biết đấy là vì có hai tuổi, hai đứa là tuổi đúng không anh? Hai đứa một tuổi, hai đứa về vào một tuổi em trông có thật đấy. Bỏ đi. Em đã hơn hai cái này chứ ba trăm nghìn thật hay quá rồi. Chừng hai người. Nego à, Nego. Không biết ngày xưa mình Nego. Ta không bản chắc đây không bỏ đâu. Cho tôi. Ok. Tôi quay video mà. Nhưng mà tôi có thể cắt được. Nhưng mà với là có cảnh không đứng rồi. Wait to check ticket. Yeah. Thẻ tay. Bên này anh. Thank you. Hey, ở đây rất nhiều xương. Ông chưa, tôi bảo là chỉ đi lên 1.400m thì ở trên này kìa. Nào bắt đầu đến thời gian thở mất khoảng 1 phút. Khang bấm với tôi quay video. Thôi đừng nghe Khang, chuẩn bị đi rồi. Lên cái này hay lên cái sau? Lên cái này à? Đây. Chuẩn bị đi. Không ngồi đi. Độ bên trên phát xi băng là -11. Tối quá. Bên ngoài phủ hết xương rồi, không nhìn gì. Hết nè. Tối lắm à? Đây. Trời, không thấy được ngoài. Chắc tắt đèn mới được á. Cứ bé này á. Không
Đây hết rồi. Không thấy gì cả nữa. Rồi ạ.